Ok. Ok à? Đây. Đây. Anh về đây à, anh đi quay từ đầu kia rồi. Ừ. Quay bắt đầu từ ngoài vào ấy. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay đang đi Dinh Độc Lập chơi. Đây là bàn họp và bàn làm việc của Sài Gòn. Mùa này đầu giờ chiều vẫn đang mưa. Đi xem đi. Đang xem mà. Rồi chuyển qua bên phòng ăn. Đây khách nước ngoài cũng vào rất đông. Ừ. Từ từ. Bên này phòng cũng là phòng họp. Đây ngoài trời vẫn đang mưa. Xa kia có những cây dầu hàng gần 100 năm tuổi. Mưa hơi mờ các bạn. Đâu ơi, đâu ơi? Đâu có tàu. Lầu 2 đi này. Đi theo mũi tên đi đây mà.
có mũi tên hướng dẫn đi này thì kìa. Đi đây hay là đi kia? Đây 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 có mũi tên nè. Ở bên này cũng có này. Bàn làm việc nơi tổng thống họp bàn với các tướng lĩnh và cố vấn quân sự Hoa Kỳ. Chào bạn Nam, giờ đang ở dinh Độc Lập bạn ơi. Đây xa xa còn những chiếc xe tăng.
đều như này không? Em biết tăng bằng 3 mặt. Lâu lâu được ngày nghỉ đi tham quan các bạn ạ. Đây. Bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân tổng thống. Đây là nơi phu nhân tổng thống Việt Nam Cộng hòa tiếp đón chiêu đãi phu nhân, các chính khách, các quý bà, đại diện các tổ chức xã hội trong và ngoài nước. Đây là nơi tiếp đón phu nhân, quý bà của các nước. À, trên này còn vẫn còn chiếc trực thăng 445. Đây, quay qua cửa kính hơi mờ một chút. Hiện tại trực thăng đã cứu nước Dinh Độc Lập. Đây hình như là nơi ca hát và đại hội. Đây, những hàng cây xanh mát. Thank you.
máy trước phim. Đây những bộ dàn ngày xưa cổ. Đây các máy này thời 7-8X thì 7X trở về trước thì tôi biết được những bộ máy như này. Đây dòng chữ xa quá, vào lúc 8:30 ngày 8/4/1975, Trung úy phi công Nguyễn Thành Trung lái chiếc máy bay F-5E đã ném 2 quả bom trúng đích tại đây. Đây là cổng trước của Dinh Độc Lập. Chào cả nhà, mình đi xuống dưới đây. Từ tầng dưới lên, chưa xuống được tầng hầm rồi, chào các bạn nào.